Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, tuy nhiên dưới sự quyết liệt tập trung chỉ đạo của Đảng ủy sở, lãnh đạo sở và sự nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023, toàn ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động việc làm, người có công liên quan trực tiếp tới công tác an sinh xã hội. Năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều quyết sách quan trọng mang tính đột phá, đặc thù của tỉnh, kịp thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, như nghị quyết chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. Chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các quyết định, chương trình kế hoạch, văn bản chỉ đạo, quy chế phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện công tác quản lý của ngành lao động thương binh và xã hội. Thực hiện chính sách Việt Nam năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 20.700 người, bằng 121,9% so với chỉ tiêu giao. Trong đó, giải quyết việc làm mới trong nước cho 19.705 lao động, trên 1.030 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong năm 2023, nhờ áp dụng các cái giải pháp về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thay cho cái việc tư vấn trực tiếp đối với người lao động, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Phúc đã giành được những kết quả khả quan. Thứ nhất là công tác tư vấn việc làm, chúng tôi đã tiến hành tư vấn được 60.000 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 4.000 lượt lao động và cung ứng lao động cho 2.300 người. Như vậy, kết quả thực hiện là đều đạt từ 140 đến 150% kế hoạch năm. Sang năm 2024 thì trung tâm sẽ tiếp tục áp dụng triệt để cái công nghệ thông tin và cái công nghệ chuyển đổi số để nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho người lao động. Cùng với việc giải quyết việc làm mới cho người lao động năm 2023, ngành lao động thương binh và xã hội đã tiếp nhận giải quyết cho trên 14.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn, sớm tìm kiếm được việc làm mới. Tôi đã tham gia vào các doanh nghiệp được thời gian là hơn 5 năm. Và trong khi tôi nghỉ việc thì tôi đã được hưởng là 5 tháng bảo hiểm thất nghiệp. Và cơ quan bảo hiểm thất nghiệp thì cũng chi trả cho tôi mỗi tháng là được hơn 3 triệu. Tôi thấy cái số tiền này là rất là thiết thực với bản thân tôi. Trong khi tôi thất nghiệp chưa tìm được việc làm, và khi tôi đến trung tâm giới thiệu việc làm thì các anh chị ở đây nói chung là hướng dẫn và rất là nhiệt tình giúp đỡ tôi. Với mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối đa dạng về loại hình, trình độ, ngành nghề đào tạo, do vậy năm 2023 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp này đã thực hiện tuyển sinh được gần 20.000 người, trong đó trình độ cao đẳng trên 1.800 người. Trong quá trình học ở trường, được hưởng nghị định 81 của chính phủ về việc miễn giảm học phí khi học nghề và được hưởng học bổng của trường hàng tháng. Những chính sách ấy giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình học tập và thực hiện hóa ước mơ sau này em sau khi ra trường được nhà trường hỗ trợ tìm việc làm. Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Sở Lao động Thương binh và Xã hội chú trọng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện giảm còn 0,61%, đạt và vượt mục tiêu cam kết đầu năm với Ủy ban Nhân dân tỉnh về trước mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17. Số hộ nghèo, cận nghèo được giải ngân nguồn vốn qua hệ thống ngân hàng chính sách đạt trên 70 tỷ đồng. Đối với các trường hợp không thể thoát nghèo được, đã được hưởng chính sách giảm nghèo đặc thù với số tiền hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Rất cảm ơn thì ngân hàng chính sách thì vay bên ngoài thì nó lãi suất rất cao, thì cũng được cái ngân hàng hỗ trợ cho gia đình nhà tôi, thì vay cái ngân hàng chính sách đấy thì mới
được phát triển như hôm nay rồi. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 180.000 đối tượng thuộc diện người có công với cách mạng đang được hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước. Hàng năm, công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công luôn được các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo cho 100% số hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn cộng đồng dân cư. 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Những hoạt động đầy tình nghĩa đã trở thành nguồn động viên khích lệ lớn, giúp người có công phát huy truyền thống cách mạng, vượt khó vươn lên. Xin thay mặt với con, các cháu, gia đình, xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí, các ngành, các bạn bè và người bao giờ cũng rất quan tâm đến chính sách của Đảng và Nhà nước. Là tỉnh đi đầu trong việc thực hiện các chính sách bảo vệ, chăm sóc, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tháng hành động với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được các cấp, ngành, địa phương tổ chức với nhiều hoạt động, chương trình, hành động cụ thể nhằm tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em và đảm bảo trẻ em được phát triển toàn diện. Cũng tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động được gần 4,2 tỷ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp cam kết chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm với hàng loạt các hoạt động ý nghĩa từ tỉnh xuống cơ sở, được tổ chức hưởng ứng tháng bình đẳng giới năm 2023 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Nhiều mô hình bình đẳng giới được duy trì, nhân rộng, từng bước thu hẹp khoảng cách, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực của xã hội và gia đình. Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, các cơ sở bảo trợ xã hội được quan tâm, đảm bảo cơ sở tốt để chăm sóc, nuôi dưỡng những người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người bị tâm thần phân liệt, đối tượng người cai nghiện phục hồi, đối tượng người yếu thế trong xã hội, tạo điều kiện để họ vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho trên 44.000 người, với tổng kinh phí gần chục tỷ đồng. Trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề án tăng cường công tác cai nghiện ma túy tập trung tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2030. Dự án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ đạo triển khai, giám sát, đôn đốc hoạt động 6 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Các xã hoạt động theo mô hình đề án 835, các mô hình tư vấn giảm hại cho người bán dâm ngoài cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy, làm tốt công tác quản lý hàng ngày đối với học viên. Là cơ quan quản lý thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội với nhiều đối tượng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chú trọng công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan. 100 thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh đều được đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc đã góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số của ngành. Các đơn vị trực thuộc sở đều thực hiện các nhiệm vụ, chức năng được giao, đặc biệt đã thực hiện tốt công tác tài chính chi tiêu nội bộ, chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. Việc bố trí, sắp xếp từng vị trí việc làm tại các phòng ban, đơn vị cơ bản phù hợp với yêu cầu công việc, phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Thực hiện đúng quy định về chế độ lương, thưởng, tuyển dụng, bổ nhiệm, kế hoạch tinh giản biên chế, công tác quản lý đối với công chức, viên chức. Bằng các giải pháp đồng bộ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao năm 2023. Tiếp nối thành công của năm 2023, thì trong năm 2024, thì toàn ngành Lao động Thương binh sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh thực hiện các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực ngành, sửa đổi các nghị quyết của ngành. Thứ hai là cũng tham mưu cho tỉnh là xây dựng các cơ chế chính sách thực hiện tốt cho công tác an sinh xã hội như đối với người công cách mạng, người nghèo, người cận nghèo, người khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số cái nhiệm vụ trọng tâm giải quyết việc làm cho 16-17.000 người.
về tuyển mới giáo dục nghề nghiệp cho trên 22.500 người, mà tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%, tỷ lệ cận nghèo giảm còn dưới 1%. Tập trung cái sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo sở, trong đó là duy trì cái việc họp giao ban hàng tháng giữa lãnh đạo sở với các phòng chuyên môn và các đồng trực thuộc. Thứ hai là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn thuộc sở và các phòng lao động thương binh xã hội các huyện, thành phố. Và thứ ba là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cũng như là chuyển đổi số trong toàn ngành lĩnh vực lao động thương binh xã hội. Và cuối cùng là thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực lao động thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh. Đứng trước thời cơ thuận lợi mới, đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, năm 2024, toàn ngành lao động thương binh và xã hội sẽ nỗ lực trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực của ngành được giao, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình hành động nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa Vĩnh Phúc phát triển nhanh, bền vững.